Theo các chuyên gia, tỷ lệ nam giới xuất tinh sớm đang có xu hướng ngày một gia tăng. Tình trạng này không quá gây nguy hiểm tới sức khỏe nam giới, nhưng lại là vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tình dục và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế, nhiều nam giới có tâm lý ngần ngại khi mắc phải bệnh nhạy cảm này, dẫn đến không chịu đi khám. Cách nhận biết xuất tinh sớm là như thế nào? Bị xuất tinh sớm thì phải làm sao? Thạc sĩ bác sĩ Võ Thiện Ngôn, bác sĩ ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng sẽ tư vấn cùng bạn. Nguyên nhân gây xuất tinh sớm. Có rất nhiều nguyên nhân gây tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới, trong đó có một số nhóm nguyên nhân chính có thể kể đến: yếu tố cảm xúc như phiền muộn, lo lắng, stress; yếu tố về sức khỏe như thể chất, rối loạn chức năng thụ thể serotonin. Người có sức khỏe không tốt cũng sẽ thường gặp hiện tượng này. Yếu tố về tinh thần, môi trường, lo lắng, căng thẳng, quan hệ trong tình trạng và môi trường không thoải mái. Gặp các bệnh lý về viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến, viêm bao quy đầu, bệnh lý về hệ thần kinh. Thủ dâm quá nhiều, sai cách, lạm dụng các chất kích thích như rượu bia, ma túy, rối loạn cương dương. Cách nhận biết xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm trước thời điểm mong muốn, dù mới chỉ có những kích thích tình dục tối thiểu, nam giới không kiểm soát được một số khi xuất tinh. Giảm khoái cảm tình dục vì khả năng kiểm soát xuất tinh kém. Không thỏa mãn sau khi xuất tinh, không đạt được khoái cảm và hưng phấn. Thời gian quan hệ tình dục thường kéo dài không đến 1 phút. Đây là biểu hiện rõ nhất của xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm là bệnh lý hoàn toàn có thể khắc phục được với những phương pháp chống xuất tinh sớm. Sử dụng liệu pháp tâm lý và hành vi. Đây là cách chữa xuất tinh sớm không dùng thuốc và tuân theo nguyên tắc là cải thiện thời gian xuất tinh, kiểm soát được hành vi xuất tinh. Liệu pháp này bao gồm các biện pháp sau. Cố gắng điều chỉnh hành vi. Bệnh nhân cần nhận ra những dấu hiệu trước khi xuất tinh sớm, sau đó hít thở sâu, chậm, điều khiển ý thức, ức chế phản xạ xuất tinh. Tập nhiều lần biện pháp này để nó trở thành một phản xạ có điều kiện, tập trong thời gian khoảng từ 4 đến 5 tuần. Phương pháp dừng bắt đầu, hay còn gọi là giao hợp ngắt quãng. Bác sĩ kích thích dương vật của người nam giới cho đến lúc cảm thấy thực sự thúc đẩy xuất tinh. Lúc này thì người nam giới sẽ nhờ sự giúp đỡ của người bạn tình để dừng lại ngay tại thời điểm đó. Đội cảm giác muốn xuất tinh của người đàn ông đi qua thì bắt đầu trở lại. Lặp lại 3 lần khi thực hiện phương pháp này đến lúc xuất tinh. Phương pháp bấm bao quy đầu. Nhờ sự hỗ trợ của người bạn tình bấm vào bao quy đầu của người nam giới ngay trước lúc xuất tinh và giữ cho đến khi mất đi cảm giác muốn xuất tinh. Phương pháp này cũng được thực hiện 3 lần cho đến khi xuất tinh thực sự. Sử dụng thuốc. Những loại thuốc được sử dụng bao gồm thuốc tê bao quy đầu tại chỗ. Thuốc có tác dụng tạm thời, có tác dụng phụ là làm nóng và rát bao quy đầu, có thể ảnh hưởng thuốc tê đến người bạn tình trong lúc quan hệ. Thuốc ức chế tái hấp thu chọn serotonin, làm kéo dài thời gian xuất tinh trong âm đạo lên từ 2 đến 10 lần. Thuốc được sử dụng trong khoảng thời gian vài tháng. Thuốc điều trị rối loạn cương dương khi có tình trạng này đi kèm. Việc sử dụng thuốc nên được kết hợp với liệu pháp tâm lý hành vi để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất. Nam giới cũng không nên quá lạm dụng thuốc vì có thể sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Phẫu thuật. Đây là lựa chọn cuối cùng được đưa ra khi cả hai biện pháp trên thực hiện không thành công. Tuy nhiên, việc cắt thần kinh lưng dương vật vẫn có những hạn chế nhất định như làm suy giảm hưng phấn tình dục, mất khoái cảm nên vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và chưa được khuyến cáo. Chuyên gia khuyên bạn không tiến hành cắt bao quy đầu vì nó không thể kiểm soát được xuất tinh sớm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh nên chú ý thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi kết hợp cùng phác đồ điều trị của bác sĩ nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Liên hệ hotline các bệnh viện Vinmec trên toàn quốc hoặc truy cập website www.vinmec.com để biết thêm thông tin. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.